quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong những ngày cuối tuần, khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Bên cạnh đó, chiều cường vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai sẽ đạt đỉnh trong chiều ngày 20 tháng 9. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực Nam Bộ ngày 20 tháng 9 có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Nhận định về tình hình thời tiết ảnh hưởng đến khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày tới, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện nay giải hội tụ nhiệt đới qua Trung Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 4. Gió mùa Tây Nam gây mưa trên khu vực Nam Bộ hoạt động mạnh. Từ ngày 21 tháng 9, gió giảm dần cường độ và hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam khoảng từ ngày 22 tháng 9 có xu hướng lấn Tây và có trục qua Nam Bộ. Trong hai ngày cuối tuần, ngày 21 và 22 tháng 9, nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh được dự báo sẽ có mưa với xác suất từ 65 đến 70%. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước. Cũng theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn, Đồng Nai tiếp tục lên nhanh theo kỳ chiều cường rằm tháng 8 và mức cao. Dự báo mực nước tại các trạm tiếp tục lên nhanh và đạt đỉnh trong ngày 20 tháng 9. Đỉnh chiều cao nhất ngày có khả năng đạt mức như sau: tại trạm An Phú sông Sài Gòn, trạm Nhà Bè sông Đồng Điền ở mức 1,6 đến 1,65 m, sấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 là 0,05 m. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều là từ 17 đến 18 giờ chiều ngày 20 tháng 9. Trong hai ngày cuối tuần, ngày 21 và 22 tháng 9, mực nước các sông kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ xuống chậm, sau đó xuống nhanh hơn. Đỉnh chiều cao trên báo động 1 sẽ duy trì hết ngày 23 tháng 9. Còn tại thành phố Cần Thơ, theo Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, trong những ngày qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xuất hiện mưa nhiều nơi, có nơi lượng mưa vừa đến mưa to. Bên cạnh đó, mực nước trên các sông rạch thành phố Cần Thơ tiếp tục lên nhanh và cao theo kỳ chiều cường rằm tháng 8, kết hợp với lũ thượng nguồn đổ về. Mực nước đỉnh chiều trên các sông rạch thành phố Cần Thơ còn tiếp tục lên cao và khả năng sẽ đạt đỉnh từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9. Đỉnh chiều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu trong đợt chiều cường này có khả năng lên mức 2 đến 2,1 m, cao hơn mức báo động 3 là 0,1 m. Đợt chiều cường này có khả năng gây ngập lụt tại nhiều khu vực của thành phố Cần Thơ, trong đó tại quận Ninh Kiều và Bình Thủy có thể ngập sâu 0,25 m. Tại quận Cái Răng, Ô Môn và Thốt Nốt là 0,15 m. Mực nước tại các sông, kênh rạch ở thành phố Hồ Chí Minh dâng lên theo kỳ chiều cường rằm tháng 8 âm lịch đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Theo đó, từ khoảng 17 giờ ngày 19 tháng 9, mực nước các sông, kênh rạch ở thành phố Hồ Chí Minh lên nhanh theo kỳ chiều cường rằm tháng 8 âm lịch. Theo ghi nhận, một số tuyến đường khu vực trũng, thấp ven sông của thành phố Hồ Chí Minh như Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập trên địa bàn quận 7, Nguyễn Ngọc Cung, quận 8, quốc lộ 50, huyện Bình Chánh, Lê Văn Lương, Nguyễn Bình, Đào Sư Tích, Nhà Bè bị ngập, giao thông qua khu vực gặp rất nhiều khó khăn. Tại khu vực đường Phú Định, quận 8, tuy đã được xây dựng bờ kè nhưng nước từ kênh Lò Gốm vẫn tràn từ miệng cống lên mặt đường, gây ngập một số khu vực trũng thấp. Trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7, mực nước kênh Tẻ dâng cao hơn mặt đường, làm một đoạn đường dài khoảng 1 km bị ngập sâu. Tình trạng ngập tại nhiều khu vực đã khiến giao thông đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn trong giờ tan tầm. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn, Đồng Nai tiếp tục lên nhanh theo kỳ chiều cường giảm tháng 8 âm lịch và đạt mức xấp xỉ báo động 2. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới, mực nước tại các trạm tiếp tục dâng cao hơn. Dự báo đỉnh chiều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 20 và ngày 21 tháng 8, tức ngày 18 đến ngày 19 tháng 8 âm lịch, và đạt mức như sau: tại trạm Phú An, sông Sài Gòn, trạm Nhà Bè, sông Đồng Điền ở mức 1,6 đến 1,65 m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 là 0,05 m.
thời gian xuất hiện đỉnh chiều từ 5 giờ đến 7 giờ và 17 giờ đến 19 giờ. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin, mực nước đỉnh chiều ở mức cao có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp và ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động đời sống kinh tế xã hội trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Một vài tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh có thể bị ngập như đường Trần Xuân Soạn, Đào Sư Tích, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Bình, Lê Văn Lương, Quốc lộ 50, Phạm Hữu Lầu, tập trung nhiều tại quận 7 và huyện Nhà Bè. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến 17 giờ ngày 19 tháng 9, một số tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung đã bị ngập lụt, chia cắt tại 77 điểm do bão số 4. Cụ thể, tại Quảng Bình, sạt lở chia cắt cục bộ một số điểm, sơ bộ gồm 10 điểm. Quốc lộ 12A sạt lở ta luy dương tại km số 121+950, đất đá tràn xuống mặt đường, đơn vị quản lý đường bộ đã xử lý, không tắc đường. Tại quốc lộ 9B, ngầm km 43+700, nước ngập sâu 0,6m, tắc đường. Ngầm km số 41+990, ngập sâu 0,4m, tắc đường. Đơn vị quản lý đường bộ đã bố trí rào chắn, biển cảnh báo, nhân công, báo đầy đủ. Tại quốc lộ 15, ngầm bùng km 562+200, nước ngập sâu 0,2m, không tắc đường. Ngầm Ca Ai, xã Dân Hóa, địa bàn Đồn Cha Lo, nước dâng cao khoảng 1m, người và phương tiện không qua lại được. Ngầm Cô Pi, ngầm Tà Cổ ở xã Trọng Hóa, địa bàn Đồn Ra Mai, nước dâng cao khoảng 0,5-0,7m, người và phương tiện không qua lại được. Ngầm Cô Pi bị sói, lở hoàn toàn. Tại cầu Cây Bưu, ngầm cầu tràn Bản Lương Năng, xã Hóa Sơn, địa bàn Đồn Ca Sẻng, nước ngập sâu khoảng 0,6m, người và phương tiện không qua lại được. Cầu tràn Bản Chuối, xã Lâm Hóa ngập cao 2m, làm chia cắt 18 hộ trên 91 khẩu. Ngầm qua Bản Cà Ròng 1 và Bản Khe Rung, xã Thượng Hóa, nước ngập sâu từ 0,8-1m, người và phương tiện không qua lại được. Một số ngầm tràn tại các tuyến đường vào các bản Bạch Đàn, Tân Ly, Sa Khía, thuộc địa phận xã Lâm Thủy, Bản Khe Giữa, Cụm Còi, Bản Cói Đá, xã Ngân Thủy, Bản An Bay, Hà Lệnh, xã Kim Thủy bị ngập sâu khoảng 1m. Hiện các đồn biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nước chảy xiết. Tại Quảng Trị, tình trạng ngập chia cắt xảy ra tại 33 điểm, gồm tuyến quốc lộ được giao quản lý có một điểm ngập 0,4m làm tắc giao thông. Các tuyến đường tỉnh có 4 điểm ngập từ 0,4-0,8m làm chia cắt giao thông. Huyện Đắk Krông có 6 điểm, cầu tràn A Ngo, A Bung, ngầm tràn Tà Rụt, A Ngo, ngầm tràn Ly Tôn, ngầm tràn thôn Làng Cát, xã Đắk Krông, ngầm tràn khu tái định cư xã Húc Nghì. Cầu tràn Ba Lòng ngập từ 0,4-1,5m làm chia cắt giao thông. Huyện Hướng Hóa có 20 điểm ngập từ 0,3-1m làm chia cắt giao thông. Thị xã Quảng Trị có 2 điểm là ngã ba đường Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, đường Lý Thái Tổ, đoạn trước thành cổ, ngập từ 0,3-0,5m. Tại Đà Nẵng, trên địa bàn thành phố cũng đã hết ngập. Về thiệt hại, tại Quảng Trị có một nhà bị tốc mái do lốc xoáy, một điểm trường bị thiệt hại do lốc xoáy. Thiệt hại về giao thông có 105m khối sạt lở. Trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, hệ thống lưới điện bị hư hỏng nhiều đoạn tuyến, làm mất điện. Hiện tại, địa phương đang thống kê và khắc phục để cấp điện trở lại. Thiệt hại về lâm nghiệp có một số cây xanh ở bị gãy đổ. Tại Thừa Thiên Huế, vào 5 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9, trên địa bàn xã Phú Hồ và Phú Xuân đã xảy ra lốc xoáy, làm một người bị thương nhẹ đã được cấp cứu tại trạm y tế Phú Hồ, tốc mái nhà, công trình phụ của 12 hộ, 8 hộ Phú Hồ và 4 hộ Phú Xuân. Về thủy lợi, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền đã huy động hơn 150 lực lượng dân quân tự vệ địa phương, người dân, xuất 20 giỏ đá, 260 mét khối đá hộc để gia cố 50 mét kè tại Hói Hàn Tổng, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền. Đà Nẵng có một điểm sạt lở tường rào, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khắc phục. Một số tỉnh, thành phố đã tiến hành di rời, sơ tán tổng cộng 2.208 hộ trên tổng số 6.419 hộ. Cụ thể, Quảng Bình sơ tán 852 hộ trên 2.995 khẩu. Quảng Trị sơ tán dân đến nơi an toàn 1.073 hộ trên 2.937 nhân khẩu. Thừa Thiên Huế là 283 hộ trên 487 khẩu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến chiều ngày 19 tháng 9, bão số 4 sau khi đổ bộ vào đất liền đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng trực tiếp của bão, tại tỉnh Quảng Bình xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây sạt lở, ngập lụt và chia cắt cục bộ một số địa bàn, tuyến đường giao thông. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, tại huyện Minh Hóa, mưa to khiến ngầm Ca Ai ở xã Dân Hóa, cầu Cây Bưu,
ngầm cầu tràn bản Lương Năng ở xã Hóa Sơn, ngầm Cupi, ngầm Tà Cổ ở xã Trọng Hóa nước dâng cao, gây ngập từ 0,5 đến 1 mét, trong đó ngầm Cupi bị sói lở hoàn toàn. Tại các khu vực ngầm, cầu bị ngập nói trên, người và phương tiện không qua lại được. Ngoài ra mưa lớn khiến cầu tràn bản Chuổi ở xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa ngập cao 2 mét, gây chia cắt 18 hộ dân với 91 nhân khẩu. Do ảnh hưởng của mưa bão, một số đoạn đường ngầm tràn ở các xã biên giới các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy nước dâng gây ngập, chảy xiết nên người, phương tiện không qua lại được. Riêng ở huyện Lệ Thủy, một số ngầm tràn tại các tuyến đường vào các bản Bạch Đàn, Tân Ly, Xà Khía thuộc xã Lâm Thủy, bản Khe Giữa, cụm còi bản Còi Đá xã Ngân Thủy và bản An Bai, Hà Lẹc xã Kim Thủy bị ngập sâu khoảng 1 mét. Trên quốc lộ 12A xảy ra sạt lở ta luy dương tại km 121 950, đất đá tràn xuống mặt đường. Nhờ chủ động các phương án ứng phó nên sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý đường bộ đã kịp thời xử lý, không để xảy ra tình trạng tắc đường. Tại quốc lộ 9B, ngầm km 43 700 và ngầm km 41 990 ngập sâu 0,4 đến 0,6 mét, gây tắc đường. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, đơn vị quản lý đường bộ bố trí rào chắn, đặt biển cảnh báo. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Bình, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã kịp thời cắm biển cảnh báo, cử lực lượng trực, tuyên truyền người dân không qua lại các khu vực nước chảy xiết, ngầm tràn nguy hiểm, ngập lụt. Đặc biệt, tại địa bàn huyện Minh Hóa, các đồn biên phòng tham mưu cho địa phương vận chuyển 3 tấn gạo, sẵn sàng cấp phát cho các hộ dân trong trường hợp bị chia cắt dài ngày. Đến 17 giờ ngày 19 tháng 9, trên địa bàn tỉnh tổ chức sơ tán 852 hộ với 2.995 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Toàn bộ 7.313 phương tiện tàu thuyền trên địa bàn tỉnh đã vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Để chủ động ứng phó với mưa to do hoàn lưu bão số 4, tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, triển khai lực lượng, phương tiện và phương án phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, không chủ quan lơ là trước tình hình mưa bão, tham gia cứu hộ cứu nạn và xử lý kịp thời tình huống có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Trên khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết, địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương, thường xuyên kiểm tra khu vực trũng thấp, đê kè sung yếu, kịp thời có phương án di dời dân đến nơi an toàn. Đồng thời duy trì trực 100% quân số, phương tiện, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ đến khi thời tiết trở lại bình thường. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin chào và hẹn gặp lại!